Mục tiêu của mình là làm quen với Laravel. Mục tiêu của mình á là mình sẽ làm một cái demo mà làm quen được với MVC router và cả thư mục public luôn. Tại vì sau bữa nay các bạn về, các bạn có thể là có layout rồi và mình triển khai luôn cái summon giai đoạn 1 luôn. Ví dụ như vậy ha. Giai đoạn 1 của mình hoàn thiện trong vòng tuần này là xong. Ok, nhanh gọn lẹ để tập trung vô làm database. Nhanh lắm con, dễ lắm. Chưa bao giờ dễ như bây giờ. Đảm bảo. Cố lên. Cố lên, cố lên. Rồi, ở đây mình có hai cách để mình cài dự án mới cho Laravel. Cách thứ nhất giống như laravel.com. Nguyên cái dòng code này nè, mình bắt vô cái terminal của mình là xong, là nó tạo cho mình được một cái dự án Laravel nha. Cách thứ hai, mình có thể cài cái installer của thằng Laravel để mình sử dụng những câu lệnh ngắn gọn hơn. Ngoài cái new dự án, nó còn những cái câu lệnh khác thì nó sẽ ngắn gọn hơn khi mình sử dụng trực tiếp là như thế này. Rồi, bây giờ mình làm cách thứ nhất nha. Rồi, tôi làm biến gõ có thì tôi lên đây. Tôi lên đây tôi copy. Đó, cài đặt nè. Laravel nè, cài đặt nè. Lăn chuột xuống tuốt dưới này nè. Copy nguyên cái đám này nè. Đó, cộng trên C nè. Dễ ồm nè, cộng trên V nè. Đặt lại cái tên nè. Đó. Bây giờ mình đặt tên gì? Shop 18325. Nha, enter. Thì quá trình cài đặt Laravel cực kỳ dễ, ngồi chờ thôi, nó hỏi gì trả lời đó, nó không hỏi thôi. Nó có một số lỗi nhỏ nhỏ warning, tức là nó sợ cái phiên bản biết đi nó không hợp á thì nó báo gì thôi. Mình rảnh thì mình update, còn không rảnh thôi bỏ qua đi, chừng nào lỗi tính sao. Tại vì mình chưa bao giờ sử dụng tới những cái function, những cái chức năng nó cao cấp hơn. Mình sử dụng cái cơ bản thôi à, cho nên những gì nó yêu cầu mà biết đi phiên bản phải cao hơn không cần. Tại vì khi trên hot của mình á, có bao giờ người ta update cái phiên bản cao ơi là cao đâu, cao thiệt là cao đâu, anh hiểu không? Cho nên đừng hoang mang cái chuyện đó. Rồi, chờ đợi nó cài đặt đi. Chưa đầy 5 phút là mình có bộ Laravel trên máy của mình. Tiếp theo là bắt đầu mình nghiên cứu các thư mục. Tiếp theo là mình làm một template đơn giản để mình học lét template. Tiếp theo là mình tìm hiểu về database của nó, cách tạo như thế nào. Tiếp theo là mình học về các câu lệnh SQL truy vấn của nó trong đây như thế nào. Tiếp theo là mình hoàn thiện trang admin. Tiếp theo là mình hoàn thiện trang chủ. Tiếp theo là mình hoàn thiện một cái website bán hàng cho nó đàng hoàng. Tiếp theo nữa là mình tạo API, tạo file JSON. Tiếp theo nữa là hết môn. Rồi, trong quá trình cài đặt thì cái phần này quá lâu nhất có thể nè. Generating Optimize Auto Load File lâu lắm, khoảng 3 phút á. Quá trình cài 5 phút nhưng mà cái file này không là 3 phút. Không biết nó tạo cái giống ôm gì, tạo dữ gì. Lâu. Vậy đó. Lỗi đó. Ừ. Lỗi cứ vui vẻ không sao hết nha. Ta nói là thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu, không có gì mà khó chứ. Nhanh. Ai may mắn làm đúng tiến độ thì làm nhanh nhanh lên. Ai không may mắn ngồi chơi một xíu đi, xử lý sao. Coi cái cách làm trước đi rồi xử lý sao. Ok không? Nhanh lên đi quý vị ơi. Tôi đang ngồi chờ nè, nhanh lên. Các bạn để an toàn vậy, các bạn remove hết những cái server đang có trên máy. Tại phiên bản rất cũ rồi, mình làm mới lại đi để cho nó an toàn nha. Cài cái Laravel mới vô, download BB máy pin mới vô là ok, là không có chuyện gì xảy ra chứ.
Còn mình cứ tiếc tiếc mình lấy cái sam củ xì của quá bi ra phiên bản 5.6 chấm á, rồi kêu cài Laravel vô, rồi kêu nó chạy, tự tạo áp lực cho mình. Mỗi kỳ mỗi mới các bạn, mỗi kỳ mỗi refresh thôi, cập nhật xu hướng. Đứa nào nó hỏi kèm trả lời gì nó rồi. Nó hỏi riêng, trời ơi, nó hỏi riêng tôi ông ơi. Nói là mình có nên thực tập không? Mày nghĩ coi tao làm sao? Thầy cho em hỏi là mình có nên thực tập online không ạ? Ủa, thực tập online là sao? Có hả? Có vụ thực tập online nữa không? Rồi chú ý tiếp tục. Gần xong rồi nè. Rồi nó cài xong rồi đó. Vậy là bây giờ, ủa sao cài nhanh dữ ta? Mình còn nhớ phải qua một số bước gì đó nữa mà. Xong cũng còn một phát xong. Rồi, thì nếu mà mình đã cài xong rồi thì mình chạy server thôi và mình bắt đầu chạy thôi. Bây giờ mới nãy cái thư mục dự án của mình tên gì? Shop 18325 đúng không? Ok, thì mình vô cái thư mục dự án của mình mới sử dụng được cái artisan của nó nha. Chạy ở bên ngoài nó không có chạy được đâu. Rồi, server không có chữ R thì cái này là chạy server nè nha. Enter. Rồi nó ra gì là đúng rồi đó, ổn rồi, ổn áp rồi đó. Copy cái này ha, dán vô trình duyệt. Tôi thích thể hiện cái sự sử dụng tứ chi của tôi. Rồi khi mà mình show được như vậy tức là mình đã cài cái Laravel thành công. Ok đó, 5 phút là xong. Chụp hình để vô Facebook chơi, chụp nguyên màn hình để biết là mình hoàn thành nó khi nào, phải có ngày giờ. Mỗi người mỗi màn hình khác nhau, không ai giống ai, giống là fail. Rồi sau khi cài đặt xong thì bây giờ mình tìm hiểu một số thư mục cấu trúc của thằng Laravel nó như thế nào ha. Rồi ở mức độ mới làm quen hôm nay thì các bạn sẽ làm quen một số thư mục cơ bản thôi để mình làm được một cái trang web cơ bản. Shop 18325. Ok, tất cả đều shop hết. Shop có mã số. Rồi ok đây nè, đây là nguyên thư mục Laravel của mình, giữ nguyên, không có xóa, không có gì cho ấn rồi á. Nếu mai mốt làm database vô đây thay tên database là được. NV lít vô đây một cái, hai cái tên database ở đây nè, đó, ngay chỗ này nè, database name. Có một số phiên bản cài đặt thì nó hỏi mình là sử dụng database gì, nó hỏi mình là cài cái gói cho người bắt đầu hay không, nó hỏi đủ thứ chứ, hỏi 3-4 bước là. Còn cái tôi vừa làm sao nó nhanh quá, nó mượn quá. Nó sẵn hết trơn. Nó để sẵn hết trơn. Rồi kệ ha, file này để vô config database hết. Rồi biết tiếp theo nè,
file nào là file đầu tiên. Đầu tiên là mình sẽ làm quen với router, tức là định tuyến cho các cái đường dẫn ha, cho các flow. Thì mình vô cái phần là router nè, nó có file web nè. Đây là cái file bắt đầu nè. Đầu tiên là cái file này. Rồi cái nào không cần thiết thì mình xóa bỏ đi để rối. Tức là mình sẽ tạo những cái file router ở đây. Tức là Laravel nó cho mình một cái class router sẵn, và cái cấu trúc nó tương tự như vậy nè, có nó nhiều kiểu khác nhau lắm. Nhưng mà hiện tại thì mình làm quen thử router với view. Ngày mai mình làm quen với router container view. Nha. Rồi, thì cái này nó đang chạy tới home. Bây giờ mình welcome, mình xạo, mình cho nó chạy tới home. Đơn giản vậy thôi. Mình dốt á, mình học theo kiểu dốt á, cứ bị bot thôi. Rồi, ví dụ như cái này mình cũng muốn là cứ bi ra thêm một cái router nữa. Mình cho nó chạy tới about us. Hả? About. Nó giống như suýt cây hồi xưa mình học vậy á. Rồi, mình cho chạy tới contact. Hả? Dễ ồn học, cái học này dễ ồn à. Ngồi gõ thôi chứ không làm gì chứ. Ngồi cứ bi bot và gõ thôi. Rồi, mình muốn chạy tới contact. Rồi, tức là cái hàm view này nè, nó dẫn tới cái thư mục view có những cái file là home, about, contact. Nhưng điều đặc biệt ở đây là cái file này phải có cái đuôi là .blade.php. Rồi, cái thư mục view nằm đâu? Nó nằm trong resource. Nó nằm tá lả lung tung chứ ha, chứ không giống hệ thống như mình học BB1, BB2 đâu. Nằm gần gần nhau dễ nhìn, còn này nằm tùm lum tùm la chứ, làm riết quen. Còn những gì không liên quan đừng có đụng tới hư web. Rồi bây giờ mình mở cái view lên nè. Đấy, trong view hiện tại nó mới có cái welcome thôi. Bây giờ mình cần những cái file nào? About, home, contact. Rồi bây giờ tôi ví dụ ba cái file đó, nó giống nhau về cái khung, nó khác nhau vì có content chính giữa thôi. Thì bây giờ mình phải khai báo cái layout trước. Mình phải định nghĩa cái layout trước. Cái layout là cái khung á nha. Rồi tôi định nghĩa cái layout trước nè. Trong view này luôn, cái layout nó cũng có cái đuôi là .blade.php luôn. Tôi đặt tên là layout.blade.php. Rồi, cái layout này là một cái layout web cơ bản đơn giản, ở đâu cũng được. Hoặc là layout web làm assignment của mình cũng được. Dán nguyên cái HTML CSS vô đây. Dán nguyên cái HTML CSS vô đây. Dán nguyên cái HTML CSS vô đây. Repeat lại để cho các bạn nhớ, ở chỗ đó là phải dán nguyên cục đó vô. Rồi, bây giờ tôi dán nè. HTML đó. Rồi xong, dán nguyên vô. Mỗi một trang mình nên có một cái tiêu đề khác nhau để nó chuẩn SEO ha. Cho nên cái Laravel này cực kỳ hay. Tức là ngay cái vị trí này nè, mình cần thay đổi nội dung so với các trang khác nhau nha. Thế thì mình muốn là cái vị trí này là vị trí có thể thay đổi dữ liệu theo từng trang, thì các bạn cho tôi một cái từ khóa là A cộng EZL, tab cái đặt cho tôi một cái từ khóa ngay chỗ này, một cái key ngay chỗ này ha. Tôi đặt tên là title. Thì đây là cái vị trí chừng nữa mình sẽ thay đổi theo từng trang. Nhớ nha. EZ EEL. Đọc sao tôi không biết luôn. EEL. Rồi tiếp theo, trong cái content này nè, trong cái body này nè, mình sẽ có, thường thường nó có header footer này nọ rồi đó. Thì mình vẫn phải có header footer. Nhớ, nó có những cái thẻ hoặc là những cái deep gì đó chẳng hạn ha. Rồi footer. Rồi cái header này á, tôi sẽ có cái navigation. Đó. Cái navigation này có thể là nó có ví dụ như là ULLI gì đó chẳng hạn ha. Hoặc là ULLI thẻ A gì đó chẳng hạn. Đó. Bây giờ mình có ba cái trang, mình định làm ba trang, thì ở đây cái menu nó có ba trang.
nó nằm trên header luôn, sang chảnh vậy đó. Rồi cái phần content của mình là mình sử dụng main hoặc là sử dụng session, sử dụng cái gì cũng được, nhưng mà ngay vị trí đó các bạn sử dụng thêm một cái keyword nữa là ECL nữa ha. Nhưng mà cái chỗ này mình sẽ đặt cái key của nó là content, hiểu không? Rồi bây giờ ngay cái này nè, ngoài cái hệ thống menu xong, nó có cái này. Bây giờ tôi muốn là thôi vậy được rồi, footer. Cái footer thì nó là copyright thôi chứ không gì, thông tin copyright thôi, a cộng copy 2024. Rồi các bạn muốn ghi gì đó các bạn ghi ha. Rồi nói chung là mình nhìn, mình làm ít để cho mình dễ hình dung là cái layout nó thường thường có như vậy á. Nó có header, nó có footer, nó có content, nó có title. Rồi bây giờ nè, trước đây mình học á, cái gì mà lặp lại trên từng trang á, mình muốn tối ưu nó lại thì mình tách file đó ra. Thì cái này nè, mình tách ra nè, cái header tách ra, cái footer tách ra ha, làm y như mình đã từng làm. Rồi tôi cùng trên ít, tôi tách ra và tôi để nó trong một cái file header. Bây giờ tôi muốn nhúng vô đây thì tôi là a cộng include, là nhúng cái file đó vô. Cái file đó cái tên gì? Header. Rồi tương tự như vậy, cái footer cũng vậy ha, tôi cũng nhúng luôn a cộng include. Rồi tôi cũng nhúng cái footer vô đây. Rồi cái header của footer là gì? Là cái file phải tồn tại song song với cái file đó đó, nằm đây nè, cũng là header nhưng mà nó là .blade.php. tương tự như vậy, footer cũng vậy. Thì header này nó trước cái phần header, nó khác bữa trước mình học là nó chỉ chứa cái phần header này thôi, chứ không lại chứa cái code, chứa cái thẻ, chứa cái nội dung thôi ha. Rồi tương tự như vậy, cái footer cũng vậy ha. Ví dụ như cái layout của tôi như vậy, cái footer tôi là này nè, tôi copy, tôi mới new một cái file mới trong cái view, tôi cũng lọc footer, tôi cũng chấm bullet, tôi cũng chấm php, tôi enter, rồi tôi cũng dán ra đây. Rồi ok, mình có hai cái file include vô cái layout ha. Cái layout thì nó có một vị trí thay đổi là cái chuỗi, một vị trí thay đổi là nguyên một cái khối HTML CSS. Được chưa? Rồi bắt đầu mình tạo trang home nè. Layout là mình phải tạo như vậy á ha, tạo layout là tạo như vậy. Bây giờ mình bắt đầu mình tạo những cái trang mà nó thừa kế từ cái trang layout này như thế nào. Home, about, contact, và mình muốn là nội dung từng trang nó chỉ khác chỗ này thôi nè, phần trên phần dưới giống nhau. Mà ở đây có điều đặc biệt đó là cái phần trên này nó có cái chỗ để thay đổi tên của từng trang đó nè, thì nó rất là chuẩn luôn á ha. Ví dụ như mai mốt mình lập trình á, mình có thêm cái thẻ keyword, mình có thêm thẻ description, thì mình có quyền mình đặt EL một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa, ví dụ vậy. Cho nên nó rất là hay, hay lắm luôn á, chuẩn SEO luôn á. Rồi bây giờ mình tạo trang con nè, nãy giờ mới tạo khung thôi. Tạo trang con ha, tạo trang chủ, bấm chuột phải new, tạo trang home.blade.php. Rồi cái trang home này thừa kế là extend, a cộng extend. Đó, extend từ trang layout. Khi nó extend vậy á, thì nó thay thế những giá trị nào trên trang layout đó? Cái vị trí đầu tiên của mình là title, thì mình là a cộng section title. Thấy chưa? Nó có sẵn luôn nè. Rồi với cái chỗ mà thay thế vị trí mà nó chỉ là một cái chuỗi thôi á,
thì mình cho giá trị chuỗi nằm đây luôn, hình dung không? Và mình đặt tên là trang chủ nha, hoặc là mình đặt tên là shop 18325 đó, hình dung không? Rồi bây giờ mình còn một cái vị trí để mình thay thế giá trị nữa thôi, đó là content. Nhưng mà lúc này content của mình nó là một khối HTML CSS chứ không phải là một chuỗi. Thì các bạn sẽ có thêm cái từ khóa end session để đóng cái session này lại. Session là session content nha. Yeah. Session content. Rồi nguyên cái khối HTML CSS nằm đây và mình end content là xong. End session là xong. Rồi cái khối này là gì? Muốn làm gì đó làm. Cái phần trang chủ, cái phần about us, cái phần contact, muốn làm gì đó làm. Nha, yeah. Dán vô đây. Cộng trên C, cộng trên V với dán vô đây. Ví dụ như tôi cho cái raw. Tôi chơi tôi viết tay. Wow. Chưa có dữ liệu cho nên không dám táp. À, tôi cho vài cái câu thôi. H1. H1 là title show 18322 B. Rồi. Name. Ví dụ như vậy. Big Viva Laravel. Rồi. Framework. Nhiều thôi, từ từ tính ha. Trang home mình xong. Thì trang about nó tương tự vậy thôi. Cái phần nào giống nhau mình có thể copy cho nó nhanh, hoặc là nguyên cái đám này mình copy luôn cho nó nhanh, hoặc là mình lấy nguyên cái này mình share ad luôn cho nó nhanh ha. Là nó ra được cái trang là about. Hình dung không? Thì about thì cái phần này mình thay đổi lời giới thiệu đó. Cái phần này là phần giới thiệu. Rồi xong. Rồi bây giờ mình đã có hai trang, mình đi mua hai trang được rồi ha. Rồi thì bây giờ ở trang layout của mình nè, mình có cái phần điều khiển trang là cái header nè. Thì mình mở cái header lên. Mở header lên để mình tạo router cho từng em. Ok có luôn rồi. Bây giờ mình chạy thôi chứ gì đâu ha, mình chạy thôi. Tức là mình có home, mình có about, mình chỉ thiếu mình tắt thôi, từ từ làm. Rồi bây giờ mình chạy thử nè. F5 lại chứ quên. F5 lại. Đó. Sau khi có HTML rồi, bây giờ làm CSS. Thì trong Laravel nó set luôn mặc định cái thư mục CSS và thư mục JS và thư mục email là trong public. Tức là cái thư mục public này nè, nó sẽ chứa là CSS. Đó. Tức là khi mình copy layout á, thì những cái CSS, những cái hình ảnh, những cái JS mình sẽ quăng đây ha, chứ không quăng vô view, quăng vô public. Rồi ví dụ tôi có một cái file style ở đây. Rồi cái file này tôi định nghĩa một số CSS như sau. Ví dụ như tôi định nghĩa body ha, tôi có width, tôi cho canh giữa ha, width 600, margin 0, auto. Rồi ok, canh giữa. Rồi bây giờ tôi mới gắn, tôi lấy cái layout, tôi mới gắn CSS vô. Link. Em tự suy nghĩ và em tự trả lời đi nha. Câu đó nó dễ quá, hỏi câu khác. Rồi xong ha. Rồi cái đép 5 lại. Nhảy vô giữa rồi. Rồi mình muốn làm gì đó, muốn làm, muốn quậy gì đó quậy. Rồi mình lít qua lít lại chơi nè. About nè. Home nè.
bao hôm nè, tương tự như vậy, hình ảnh mình đưa vô y chang vậy luôn, không sao cả. Tức là nó mặc định, nó hiểu là nó phải trương sức tới thương mục public để nó tìm mấy cái này nha. Hình ảnh cũng vậy, tương tự. Ví dụ như mình muốn hình ảnh thì cái hôm đó rồi, cái hôm này mình để hình vô IMG làm như bình thường chứ gì khó chứ. Rồi xong thì đương nhiên là trong cái public IMG nó phải có cái file hình 1.jpg đó, cho nên khi mình chuyển từ một cái layout vô cái Laravel, mình chú ý vậy thôi. Thư mục CSS, thư mục email để trong public. Lúc đó nếu mình muốn giữ các file HTML vẫn để trong public luôn không sao hết. Mà nhớ nếu có file index.html á, rename nó lại, đừng để nguyên. Để nguyên là nó thấy HTML, nó chạy HTML đó, nó không chạy file web á. Nha. Cái đó kinh nghiệm sương máu. Còn những trang HTML khác cứ để vô public luôn không sao cả. Để dành đó làm tài nguyên. Có sai cái gì vô cứ bị lại. Đấy. Rồi tiếp theo là cái gì? Blast template hiểu rồi đó. Còn sâu xa từ từ tính. Mình làm ở cái buổi đầu tiên vậy là vui rồi. Rồi tiếp theo là cái gì nữa? À, muốn làm gì đó làm đi mẹ ơi, tôi chỉ tới đây rồi còn có gì nữa. Rồi tới database. Nha, database nó hơi lạ một xíu. Rồi các bạn thấy nè, trong thư mục của Laravel nè, các bạn sẽ thấy cái model nó nằm đây nè. Nói chung là mai mốt mình tạo model, tạo controller, mình đều thực hiện bằng dòng lệnh hết. Và là tạo database cũng thực hiện bằng dòng lệnh luôn. Rồi cái controller nằm đây nè. Cho nên cái file nào nằm thư mục nào giữ nguyên ha, đừng có thái máy tay chân di chuyển qua di chuyển lại ha, chỗ đẹp ha. nó không chạy gánh chịu. Rồi đó, có nhiều đứa nó làm vậy á, hay lắm, trời ơi. Rồi bữa chat này con à, cái gì ta, database nằm đây thì mình sẽ có cái phần là migration, tức là những cái file. Ủa, những file này đâu ra? Những file này là những file database nè. Đó, thường thường nó có cấu trúc như vậy nè. Ở trên đây nó phát sinh sẵn cho mình, tới đây nó phát sinh sẵn cho mình, và bắt đầu từ cái dòng này đi nè, là mình phải tự tạo nè. Và mình coi cấu trúc ta tạo nè. Cái bảng user nó có cái ID, cái bảng user nó có cái name, kiểu chuỗi, nó cái email. Email này là duy nhất. Rồi cái email này, email confirm thì nó không được rỗng. À, nó có thể rỗng. Cái password này là cái chin. Cho nên các bạn học tới ha, integer hay là float hay là cái gì đó có hết á. Thay vì mình tạo trực tiếp bằng tay trong biến Markdown ở đó giờ, bây giờ mình viết bằng dòng lệnh để mình chạy một lần cho nó nhanh. Giờ lại mình làm bằng dòng lệnh mình cứ bị bát thôi. Rồi cái này mình giữ nguyên ở tất cả các bảng nha. Tức là khi mà nó chết, khi mà nó ấy á, thì nó xóa luôn cái phần này. Vậy là cái này là cái gì vậy ta? Mình chạy chưa? Rồi bữa sau mình sẽ học thêm cái phần shader, tức là tạo những cái data mẫu, giống như mẫu vậy, pake, tạo hàng loạt. Ví dụ mình muốn tạo danh sách 100 sản phẩm, 1000 sản phẩm ha, sử dụng cái shader, sử dụng cái pake, sử dụng dòng lập for, là mình tạo dữ liệu một đống trong đó đó, nhiều cũng được. Để chừng nữa mình làm phân trang cho nó dễ, rồi mình muốn edit thế nào thì mình edit. Đúng rồi, thay vì nhập tay mỗi chân, mình làm được mấy chuyện đó hết. Rồi hình ảnh mình cũng cố tình mình đặt tên file là theo thứ tự để chừng nữa mình for cho nó dễ. Đó.
Rồi thì bây giờ mình chạy thử cái database ha. Buồn ngủ à. Ctrl C. Rồi. Cái database á mặc định thì nó không có mấy cái file này đâu. Nha, mấy file này nó không có đâu. Thì bây giờ mình xóa đi. Rồi xóa hết ha. Thì bây giờ mình chạy lại database mặc định. Mình có thể tạo mới, tạo thêm gì đó. Thì bữa tới nữa mình học. Bữa học database mình sẽ học kỹ. Còn bữa nay mình chỉ làm quen với tương tác với database như thế nào thôi. Thì trước tiên á, ủa sao tự nhiên nó có, sao nó tự nhiên nó có database vậy? Mình đã mình chạy rồi đúng không? Hàng chứ nó có sẵn đúng không? Ở đâu ra vậy? Nó tự tạo cho mình hả? Còn nếu nó không tự tạo thì mình phải tạo, tạo database trống trước nè. Tính năng nó là tính năng đó. Đây database mình có rồi, bữa nay mình chạy rồi nè. Rồi mình tạo database mới ha. Database trống nè. Rồi mình tạo tên là shop nè. Shop 18325. Copy cái tên luôn. Rồi lúc này cái tên database có, cái table không có gì hết. Mở cái file env lên. Database mình dán cái tên database mình vừa đặt trong kia ra đây. Rồi xong ha. Bây giờ tạo mặc định nó trước, trước khi mình tạo những cái bản khác. Rồi tạo mặc định thì các bạn chạy là php partition và là mirror enter thì nó tự tạo cho mình. Sao nó tạo con bản một vậy? Em nằm. Nó tạo hai bản. Bản migration với bản personal. Hả? Sao cái phiên bản kia nó tạo 4 bản? Có phiên bản họ nó tạo 5 bản. Tạo khùng tạo điên vậy ta. Năm bản này. Tạo 5 bản này. Rồi các bạn hình dung cái blade template chưa? Thì bây giờ mình về mình lấy template nào đó nó ngon ngon đó, mình về mình quậy thử. Cứ bi bát thử quậy nát luôn cái máy. Không phải thôi làm lại. Đó bây giờ mình hiểu từng thư mục của nó rồi đó.